dạng gió xưa
Phật giáo Hòa Hảo, Đức Quỳnh giáo chủ. Chúng con xin thành lòng nhắc lại bài Cho ông Tham Tá Ngà. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo đầu tháng 2 năm Canh Thìn, sẽ do nam nữ đọc giảng viên thành kính diễn ngâm. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lòng la đơn giấu mồi vinh quang xa.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình đọc sách giảng Thi Văn Giáo Lý Phật Giáo Hoàn Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng con xin thành lòng nhắc lại bài khuyên người vào lòng hướng thiện. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 25 tháng 2 năm Canh Thìn, sẽ do nam nữ đọc giảng viên thành kính diễn hâm. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ bao vui vừa qua, gặp trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm, ruộng đồng chẳng có gà rơm, trâu bò không còn, nhà nông heo lòng. Căn thành bước tới hiện rằng trong cho mùa tháng ruộng đồng ra sao, nhà nghèo dãi tờ như bào, giờ đâu có yếu phương nào cho ăn. Làng gần chi những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng luôn ra với nhau. Ngày nay tốt nguy phương sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào bỏ diệp nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm thương rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân có chẳng sợ, có lời khuyên giúp tờ đời dạy nó tâm trì niệm Phật đi làm ngay. Bà nào quá buồn hổ tài, tiền nhiều đất rộng cỏ bay múc đồng, cơ này bố thí cho xong để thì nhắm mắt bên chồng dành chiên. Ông bên các chợ sẵn hiên, tìm hàng thanh màu nhờ gắn ruộng vườn. Ngày nay thất mát đi khá thương, tiền năm mắt nhìn lòng mẹ ruột
trả thân làm phước diêm phù giữa cơn quan giờ bằng con
Bye.
đạo chân thì thích tay nghĩa
phải dạy phải giấy mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chắc cõi lắm khổ hình. Ác trời làng nước thịnh lình, người hung tử mãi chấm tình. Ngồi đâu cũng
Cùng từ